Như các bạn thấy là chúng ta hay bị dính phải trường hợp đó là đối thủ đánh giá sao xấu ạ. Việc này thì cũng khá là dễ để có thể tiến hành xử lý. Ví dụ các bạn nhìn thấy đây trong tài khoản của tôi là đã có một sao xấu. Nhưng về bản chất là sao này thì đã được remove đi rồi. Tại vì là đối thủ đã vi phạm các luật quy định của Amazon. Và như vậy thì để xử lý cái vấn đề liên quan đến sao xấu này thì việc đầu tiên khi mà khách hàng bắt đầu đưa ra lệnh return hoặc là fix là trả lại hàng, thì như vậy chúng ta sẽ phải tiến hành hỏi họ xem là lý do tại sao. Các bạn lưu lại cái lịch sử đoạn chat đấy. Sau đó thì nếu mà đối thủ hoặc là những cái người mua test buy của các bạn họ không tương tác, không nói chuyện mà ngay lập tức họ đánh giá sao xấu, thì chúng ta sẽ viết một cái thư như sau. Đây là mẫu thư. Các bạn viết cái thư như này. Đây. Nhưng nhớ là trong cái quá trình khi các bạn viết tương tác đối với cả khách hàng thì các bạn phải ghi rõ với họ là gửi lại cho thông tin cho các bạn. Nếu mà đúng là lỗi của các bạn thì các bạn sẽ cung cấp sản phẩm khác và họ sẽ giữ nguyên cái đó. Còn nếu lỗi do họ không biết cách dùng thì mình sẽ hướng dẫn họ cách sử dụng. Dạ. Và như vậy thì khi mà chúng ta viết cái thư này gửi đến thì Amazon sẽ trả về cái thư như sau. Đây. Và như vậy khi chúng ta viết nội dung như vậy rồi thì chúng ta gửi đến thì rõ ràng là Amazon sẽ tiến hành, họ xem cái review và họ sẽ remove cái sao xấu đấy. Cho nên chúng ta không sợ trong quá trình đối thủ họ cho chúng ta một sao. Tại việc này nó sẽ phụ thuộc vào việc là khi họ mua sản phẩm này một sao thì họ phải chứng minh là chúng ta làm sai so với những gì mà họ đã nói. Và nếu họ không chứng minh được thì họ sẽ bị remove và tài khoản của họ sẽ bị xem xét. Và như vậy thì đây là cách thức mà tôi đã tiến hành làm để remove một sao ra khỏi tài khoản. Các bạn cứ tiến hành làm đi, cái việc này không khó. Và sau khi remove xong thì rõ ràng ở trong tài khoản chúng ta vẫn còn thông báo là một sao này, và các bạn tiếp tục thông báo lại với Amazon để họ tiến hành là bỏ cái phần thông tin này. Và như vậy thì các bạn nhìn thấy là sáng nay tôi đã nhận được cái thông tin bỏ đây. Dạ. Nói chung là với Amazon thì mọi người sẽ phải thường xuyên liên lạc, contact và tương tác đối với cả tài khoản chat support. Mọi thứ chúng ta đều liên lạc với họ và đều có thông báo một cách rõ ràng, thì như vậy tài khoản của chúng ta sẽ không bao giờ bị lo lắng.